Dạ vâng, ông Minh Bách Tuấn Hưởng xin kính chào tất cả các bác đã đam mê đồ chơi Tân Quốc. Có địa chỉ tại số nhà 84B, ngõ 8 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại là 082-774 Tú Quý 1. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì em Tuấn Hưởng tiếp tục cập bến và lên sóng giới thiệu cho bác một đôi loa của hãng JBL có model là L100 Century. Đôi loa thì đã cập bến tại cửa hàng Bera Tuấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Và em Tuấn Hưởng thì ngày hôm nay thì em Tuấn Hưởng đã tháo sẵn tất cả các 3 đường tiếng của đôi loa ra rồi. Loa trung, loa bass, loa chép của đôi loa để cho các bác tiện quan sát cũng như là về cái model từng cái củ bass này hay là model củ trung, củ chép để cho các bác cùng được biết là đôi loa nó zin nguyên bản tuyệt đối là như thế nào. Nhiều clip ngày trước thì em Tuấn Hưởng cũng lên sóng rất nhiều cho các bác đôi loa JBL L100 Century. Nhưng ngày hôm nay thì em Tuấn Hưởng xin phép được tháo hẳn ra, tháo rời rời loa trùng loa bass ra các bác nhé, để cho các bác tiện quan sát hơn. Đấy. Và đây là phần căng này các bác nhé, phần căng này. Còn tem JBL còn zin các bác nhé, vải căng thì không rách này, cùng khung thì không cong vênh các bác nhé. Đấy. Tất cả thì còn rất là đẹp luôn. Em Tuấn Hưởng thì luôn luôn tuyển chọn được những mặt hàng bao zin bao test cho các bác. Đấy, căng là không không rách, không cong vênh các bác nhá. Nói chung là không một chút gọi là chấm phải gì luôn. Đấy, tất cả thì còn rất là zin luôn. Về phần thùng các bác nhá, thùng con này phải gọi là khá là đẹp luôn. Em đố các bác tìm thấy gọi là một vết sứt mẻ của con thùng con này các bác nhá. Đấy. Nhắc đến JBL L100 Century thì không hề xa lạ gì với các bác trong giới audio rồi. Đấy, loa thì luôn luôn có một cái chất âm cực kỳ là hay, rất là dễ phối ghép với lại âm ly. Đấy. Con này thì không một điểm trừ về thủ vân thùng các bác nhá. Đấy, vân cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy. Cầu là cũng là cầu zin các bác nhá, cầu zin luôn, zin nguyên bản, chứ con này cầu là cũng chưa được thay thế đâu. Có nhiều con thì em về Tuấn Hưởng về cũng thay cái cầu để cho nó tiện cắm dây loa hơn, nhưng con này thì em chưa thay các bác nhá. Và tiếp đến cái phần tuyến loa này, đây là loa bass các bác nhá. Đấy, loa zin tuyệt đối luôn, gần bằng gần vải xếp các bác nhá. Cái dòng này thì các bác chơi thoải mái luôn, vô tư. Gần như là các bác chơi thì khi nào gần nó khô nó cứng thì các bác cho em bôi cho em Tuấn Hưởng một chút gọi cái keo dưỡng gần vào đây thôi. Gần lại mềm ra các bác đánh thoải mái luôn. Cái dòng JBL này là L100 Century này là sử dụng cái củ Anico các bác nhá. Củ này là củ Anico này, tất cả còn tem nhận hay linh tinh còn zin này. Đấy. Củ con này thì sử dụng cái củ 123A-1 các bác nhá. Củ Anico 123A-1 này. Đấy, tất cả còn rất là zin luôn. Đấy. Cũng nhiều bác là cũng không biết đâu nên là rất là hay phải mua nhầm lại mua nhầm đấy. Củ zin này đến loạt trùng các bác nhá. Nói chung là gân là cũng gân vải xếp các bác nhá, màng là màng giấy này. Đây là củ của nó chung các bác nhá, này củ Anico này, model này LE này 5-2 này. Đấy. USA các bác nhá, chuẩn của Mỹ luôn. Em Tuấn Hưởng thì tuyển chọn toàn những dòng gọi là zin và đẹp xuất sắc thôi. Đấy. Củ Anico này. Con này thì cái củ của nó là củ Soji Seri cũng liền kề các bác nha. Các bác đã thấy số Seri nó này 704 này, 27 này, 704, 29 này. Đấy, số Seri liền kề các bác nha. Đây là loạt chép này. Tất cả còn rất là zin các bác nha. Còn zin nguyên bản luôn. Em Tuấn Hưởng thì luôn luôn tuyển chọn những dòng loạt zin đẹp xuất sắc để phục vụ đam mê cho các bác. Đấy. Các bác thì lấy phần thùng này, từ phần phân tần bên trong còn rất, tất cả còn rất là zin các bác nhá. Đấy.
Và em Tuấn Hưởng thì cũng xin báo giá luôn trong video clip buổi tối ngày hôm nay, là em Tuấn Hưởng đang giao lưu cho các bác với cái đôi loa JBL L100 Century này. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì đang giao lưu cho các bác với cái mức giá là 29 triệu đồng các bác nhá. Đôi loa thì rất là dễ phối ghép với dòng âm ly. Và trong clip buổi tối ngày hôm nay thì em Tuấn Hưởng cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.